Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 11 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạc Phổ Tác giả Ngoạ Long Sinh qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện. Cho đến ngày thứ 10, khi Kim Đình Thần Ni hồi sơn thì Ngọa Vân Am không phát sinh sự cớ gì khác sau khi nghe Phương Tuyết Nghi thuật lại chuyện Nam Thiền Nhị Thánh đang đêm đột nhập, thì Kim Đình Thần Ni thảm nhiên mỉm cười nói, Ồ, ta biết rồi. Ngừng một lát, bà hỏi, Hải tử, kiếm pháp của người luyện đến đâu rồi? Phương Tuyết Nghi ấp úng nói, Đại tử, đại tử ngu xuẩn nên mới chỉ luyện được 10 thức trong 14 thức biến hóa của sư thúc truyền thụ. Thần nhi gật đầu nói: Bốn thức còn lại có lẽ do đường thầy người chưa kịp nhớ, có phải không? Tuyết Nghi nói: Quả thật là đệ tử không kịp nhớ. Thần nhi mỉm cười nói: Hải Tử, ngươi không cần tự trách. Trong vòng 10 ngày mà ngươi luyện được 10 thức biến hóa thì đã là chuyện phi thường rồi. Sư thúc vốn muốn lưu người lại đây nửa năm để giúp người. Nhưng với tình thế trước mắt thì không thể không có thay đổi. Hai tử, trong vòng 10 ngày tới, sư thúc sẽ truyền thụ toàn bộ võ công của sư tổ cho người. Nửa tháng sau, người phải hạ sơn rồi. Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ, ta làm sao có thể nhớ nhiều như thế. Tùy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói. Sư Thúc muốn đệ tử Hạ Sơn trước thời hạn ư? Không sai. Đệ tử rất ngu đần. Xem ra trong thời gian 10 ngày này không thể nào học hết toàn bộ võ công của Sư Tổ rồi. Hai tử. Sư Thúc cũng biết trong 10 ngày ngươi không thể nào học được nhiều như thế. Nhưng Sư Thúc chỉ cần truyền cho ngươi khẩu quyết và phép biến hóa. Sau khi Hạ Sơn, ngươi có thể tự luyện cơ mở. Phương Tuyết Nghi thầm biết Sư Thúc đã quyết định như thế là có nguyên nhân quan trọng Nên chàng cung kính nói Đệ tử tuần mệnh Thần Ni thở phào một hồi rồi nói Hải tử Ta biết là trong lòng người có nhiều điều muốn nói Nhưng thời gian không còn nhiều Sư Thúc không muốn lãng phí thời gian nửa tháng và ngọc Tất cả mọi chuyện Sau khi ngươi hạ sơn Thì tự nhiên sẽ hiểu Tại sao sư thúc phải trần thụ toàn bộ võ công của sư tổ cho người trước thời hạn? Hai tử Ngày sau nếu người bằng được sư phụ người Kế thừa di trí của sư tổ Làm dạng danh kiếm thần Là dựa vào nỗ lực hôm nay của người đấy Phương tuyên Nghi lại cùng kính nói Đệ tử xin ghi nhớ Thần Ni mỉm cười nói tiếp Hai tử đối với người thường mà nói thì trong 10 phần võ công đã có 3 phần là kinh nghiệm. Nhưng vì võ công sư tổ người truyền lại quá tình thầm uyên bác, biết rõ tiền cơ trước khi đối phương hành động. Vì vậy người cần có một phần kinh nghiệm là đủ để dùng rồi. Có thể nói một phần võ công cuối cùng là kinh nghiệm đối địch mà thôi. Phương Tuyết Nghi gật đầu nói, đệ tử đã rõ. Thần Ni mỉm cười nói tiếp Ngươi hiểu được là tốt Hai tử Chúng ta nên đi luyện bốn thức kiếm chiều kia thôi Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh Cả ngày lẫn đêm Dường như Phương Tuyết Nghi không ngừng mạc niệm chiều kiếm pháp cuối cùng do Tổ Sư sáng chế thêm Nhưng chàng chỉ có thể nhớ đại khái bảy thức biến hóa của chiều này mà thôi Nhưng nếu biết năm xưa Kiếm Thánh Long Siêu Quần sáng chế ra những chiều thức này phải mất 5 năm. Thì việc Phương Tuyết Nghi nhớ đại khái bảy thức biến hóa của chiêu này trong thời gian 10 ngày là quá phi thường rồi. Sang ngày thứ 11 thì Kim Đình Thần Ni bảo Phương Tuyết Nghi diễn luyện từng chiều một toàn bộ võ công chàng đã học. Đến hoàng hôn ngày thứ 14 thì chàng đã diễn luyện toàn bộ võ công đã đắc truyền trong hơn 3 năm. Đến lúc này Phương Tuyết Nghi mới hiểu tại sao sư thúc phải bảo chàng hạ sơn sau 15 ngày. Thì ra bà muốn dành thời gian 4 ngày để khảo nghiệm lại toàn bộ võ công mà chàng đã học. Tối hôm đó thần ni đưa Phương Tuyết Nghi vào thiền phòng. Bà râm râm cầu khấn trước di tượng sư tổ một lượt rồi nói. Hai tử, người học nghệ ở trốn thâm sơn đã được 3 năm 9 tháng rồi. Lần này hạ sơn thì trong võ lâm tất sẽ có biến động ngàn vạn lần người chớ quên rằng ngũ đại ma chủ kia trông như có vẻ là căn nguyên của mọi sự xao động nhưng e rằng còn có ác nhân ẩn thân sau bức bình phòng chuyện sư phụ người bị bệnh chứng bất trị vây cuốn triền miền thì người đã tận mắt mục kiến hai từ người phải cẩn thận mới được phương tuyết nghi trầm ngâm một lúc rồi nói sư thúc đệ tử có một chuyện nhưng chẳng biết nên hỏi hay là không thần ni nói ngày mai ngươi phải hạ sơn rồi trong lòng còn có nghi vấn gì thì cứ mau nói ra phương tuyết nghi nói sư thúc vốn muốn lưu đệ tử nửa năm bây giờ chưa được ba tháng thì đột nhiên muốn đệ tử hạ sơn trước thời hạn phải chăng vì có sự cớ trọng đại gì phát sinh nên sư thúc mới tính cho đệ tử đi giải quyết kim đình thần ni lắc đầu nói không sai rồi hai tử nếu sư thúc muốn người đi thực hiện chuyện gì thì há có lý nào không nói cho người biết ngay lúc này phương tuyết nghi ngẩn người và nói ờ, đúng vậy đệ tử nghĩ sai rồi thần ni mỉm cười nói tiếp hai tử sư thúc cũng không giấu gì người sau khi người hạ sơn mấy ngày, thì sư thúc cũng phải rời nơi này thôi. Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi, sư thúc cũng phải hạ sơn sao? Thần Ni gật đầu nói, không sai. Tuyết Nghi lại hỏi, khi nào sư thúc trở lại Kim Đình? Thần Ni lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể có thể... Đột nhiên mục quang của bà trầm xuống và không nói gì nữa. Phương Tuyên Nghi vội nói. Sư Thúc, nếu đại tử muốn vấn an Sư Thúc thì sao? Thần Ni thở dài một hồi rồi nói. Hải tử, Sư Thúc luôn nhớ lòng hiếu thuận của người. Thực ra nếu chuyến đi này thuận lợi, thì trong nửa năm, Sư Thúc có thể trùng quỳ ngà Mỹ bằng không thì sợ rằng chúng ta sẽ khó có cơ hội tái kiến. Bà ngưng lại nhìn lên di tượng của sư tổ rồi nói tiếp. Nhưng một năm sau, nếu được thì ngươi nên trở về đây một chuyến để thu giữ di tượng của sư tổ người. Phương Tuyết Nghi chợt cảm thấy trong lời của sư thúc chứa đầy những chuyện chẳng lành, bất giác chàng dùng mình và buột miệng nói. Sư thúc, không lẽ chuyến đi này của sư thúc rất là hung hiểm ư? Thần Ni nói, không nhất định như vậy. Trước khi ta gặp người thì không thể biết trước là hung hay cát, thiện hay ác. Hai tử, đây là chuyện riêng của sư thúc, người cũng không cần hỏi nhiều. Phương Tuyết Nghi tiếp lời, sư thúc, chuyện này có thể để đệ tử đi thay được không? thần ni lắc đầu nói không thể được câu trả lời như chém đinh cắt sắt khiến phương tuyết nghi bất giác ngẩn người hồi lâu thần ni nói tiếp hai tử chớ lo lắng cho sư thúc luận về võ công có thể sư thúc không mạnh hơn người nhưng luận về cơ trí, kinh nghiệm và sự cẩn thận trong lúc hành xử thì rất ít người vượt qua sư thúc hai tử ngươi cứ yên tâm. Trước khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi, thì sư thúc không dễ dàng lìa bỏ trần thế đâu. Phương Tuyết Nghi cảm thấy nhiệt huyết trong người cứ dâng tràn lên, chàng hỏi. Khi nào đệ tử có thể thỉnh ăn sư thúc? Thần Ni trầm ngâm một lát rồi nói. Người không cần tìm ta. Bắt đầu từ hôm nay đến hết một năm sau, sư thúc sẽ tự tìm người. Hai tử, ngươi nên thu thập hành trang rồi nói lời tạm biệt với Tuyết Nhi đi thôi." Phương Tuyết Nghi cung kính đáp, "Đệ tử tuân mệnh." Nói đoạn, chàng lặng lẽ rời khỏi thiền phòng. Sáng hôm sau, Phương Tuyết Nghi thay một bộ trường y màu xám mà Tuyết Đào sư muội mới khâu cho chàng, vai mang túi hành trang, tay cầm bảo kiếm do kiếm thần truyền lại rồi từng bước lưu luyến rời Kim Đình. Trong lòng của chàng có nhiều dự cảm bất an. Chàng cảm thấy một khi rời ngoạ vân am thì sẽ không có cơ hội gặp lại sư thúc và tuyết đào sư muội. Nhưng đáng tiếc là chàng không nói được lời nào trong lúc chia biệt. Khi ngang qua phục hộ thiền tự, chàng có ý tạt vào thăm thân hạnh thời. Nhưng bỗng nhiên nhớ đến phương bá mẫu và phương lạc nên hận là không mọc cánh để bay đến gia định thành, hỏi thăm trình tử vọng về tung tích của bọn họ. Vì vậy chàng chỉ ngắm phục hổ thiền tự một lát, rồi cố nén tâm nguyện nhập tự mà phóng bước xuống huyện thành Nga Mì. Chàng ghé vào một tiểu điếm đánh chén tẩy trần, rồi dùng mấy ngân lượng kim ngân do sư phụ để lại, mua một con tuấn mã và thuận theo đường quan đạo mà xuôi về gia định. Sau hai ngày hành trình thì cuối cùng chàng cũng đến được huyện Thành Gia Định. Nhưng sau gần 4 năm không trở lại, cảnh vật và con người nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây bến nước trên sông Mâm Giang luôn tấp nập thương nhân qua lại, thế mà bây giờ trở nên điều hưu vắng lạnh. Cảnh phồn hoa đồ hội cũng không còn nữa, thỉnh thoảng còn bắt gặp một vài người đi đường với vẻ lo âu sợ sệt. Phương Tuyết Nghi biết là có điều gì đó bất ổn, nhưng trước khi gặp Trình Tử Vọng thì chàng không muốn võ đoán, nên vội vàng dục ngựa phóng thẳng về phía Trình Gia Trang. Bờ tường tre vẫn còn nghinh phong như xưa, nhưng bên trong Trình Gia Trang không còn một góc phòng nguyên vẹn. Trình Gia Trang với hàng trăm nhân khẩu chứ ngụ trước đây, giờ chỉ còn là một hiện trường đổ nát thề lương, vắng lạnh. Sơn viên mọc đầy cỏ dại rêu phong bám đầy những mảng tường loang lổ. Rõ ràng chuyện Trình Gia Trang hủy hoại đã xảy ra khá lâu rồi. Phương Tuyết Nghi dắt ngựa đi quanh trang viện một vòng, nhưng tứ phương bát hướng đều không có một bóng người. Thỉnh thoảng Trang phát hiện những đống đổ nát, những khúc xương bị cháy khổ. Rõ ràng nếu Trình Gia Trang không bị hỏa hoạn, thì tất cũng là gặp phải chuyện giang hồ báo thù. Bất giác Phương Tuyết Nghi cảm thấy thiên địa mênh màng, nhưng không biết phải đi về đâu. Trong đầu óc suy nghĩ của chàng thì chỉ có Trình Tử Vọng mới biết được Trung Châu tam hiệp đi về đâu. Nhưng hiện tại gia cảnh của Trình Tử Vọng là một bãi hoang tàn đổ nát và rất có thể là bị kiều gia tàn hại. Trời đất mênh mông thế này mà bảo chàng đi tìm Bá Mẫu và Phương Lạc thì chẳng khác nào chuyện mò kim đáy bể. Màn đêm dần buông, cảnh vật vốn đã hoàng liều lại càng thêm hoàng liều. Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi, rồi lên ngựa quay trở lại huyền thành gia định. Thì ra bỗng nhiên chàng nhớ đến khách điếm từng trú ngụ năm xưa, may ra có thể đến đó để hỏi thăm tin tức về trình tử Vọng. Dự định của chàng vốn không sai, nhưng khi tìm ra khách điếm thì mới phát hiện nơi này đã sớm trở thành ba gian hàng tạp hóa rồi. Nhất thời, ngay cả một chút manh mối, chàng cũng không tìm ra. Phương Tuyết Nghi nhìn bầu trời đêm đã qua canh một, chàng thầm nghĩ. Tốt xấu thế nào, cũng phải tìm một nơi ngủ trọ rồi hắn tính. Tâm ý đã quyết, chàng liền dụng ngựa dọc đường quan đạo. Cuối cùng thì cũng tìm ra một khách điếm. Một lão nhân phúc hậu ngoài ngũ tuần, tưởng Phương Tuyết Nghi là công tử thế gia vọng tộc, nên tiếp đoán rất niềm nở ân cần. Nhưng sau khi nghe Phương Tuyết Nghi ngẫu nhiên hỏi về trình tử vọng, thì lão chủ nhân khách điếm nọ chợt biến sắc và trầm ngâm không nói gì. Phương Tuyết Nghi lập tức cảm thấy có điều bất ổn và ngầm phán đoán nhất định lão chủ nhân này biết rất rõ về chuyện trình tử vọng. Nếu không thì tại sao lão phải biến sắc rồi bế khẩu? Nghĩ vậy nên chàng liền mỉm cười nói. À, lão trượng à? Trình Gia Trang và Gia Môn của Tại Hạ vốn là chỗ tường rào. Tại hạ phụng mệnh ra mẫu đến vấn an trình phu nhân. Không ngờ khi mà tại hạ đến nơi, thì trình gia trang chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Lão trượng là người ở đây, vậy có thể cho tại hạ biết trình gia trang đã xảy ra chuyện gì không? Để mà lúc trở về, tại hạ cũng biết đường lối mà hồi báo với gia mẫu. Lão chủ nhân ngắm nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu, rồi mới thở dài một hồi và nói. Công tử, công tử cũng là người trong võ lầm à? Phương Tuyết Nghi nói, Tại hạ cũng học vài miếng võ phòng thần, nhưng sở học chủ yếu là thi thư, xưa nay chưa từng hành tàu giang hồ. Lão nhân có vẻ không tin nên mỉm cười nói, Nhìn bảo kiếm bên người công tử và cách cưỡi ngựa thuần thục thì không giống hạng thư sinh trói gà không chặt. Phương Tuyết Nghi gượng cười nói. Lão trượng nói không sai, nhưng mà tại hạ chỉ học vại miếng quyền cướp phòng thân mật hồi. So với các hào hán hành tẩu giang hồ thì còn kém rất là xa. Lão chủ nhân thấy chàng mi thành mục tú, khí chất thư sinh nên cũng tin bảy tám phần. Lão gật đầu rồi nói. <laughs> Công tử quả nhiên không giống nhân vật trên giang hồ. Lão khiếu tin rồi. Ngừng một lát, lão nói tiếp nhưng công tử đã không phải là nhân vật trong giang hồ thì hà tất phải quan tâm đến chuyện của nhân vật giang hồ trình trang chủ ở gia đình này có thể gọi là một nhân vật hiệp nghĩa nhưng rốt cuộc cũng không tránh được thảm họa nếu công tử muốn yên thân thì lão khiếu có lời khuyên tốt nhất là không nên hỏi đến chuyện này Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói, Tại hạ phụng mệnh giả mẫu đến đây, nếu vì việc này mà ngày sau gặp chuyện phiền phức, thì tại hạ cũng không bỏ qua. Dường như lão chủ nhân rất là khâm phục lòng hiếu thuận của Phương Tuyết Nghi, nên mỉm cười nói, lòng hiếu thuận của công tử khiến lão khiếu rất cảm phục. Lão nhìn quanh tứ phía, rồi kè tai Phương Tuyết Nghi, nói khẽ, Cả nhà trình trang chủ đều bị hạ độc thủ. Phương Tuyết Nghi cao mày hỏi, trình gia trang còn ai sống sót không? Lão chủ nhân lắc đầu nói, uh, theo như lão khiếu biết, thì e rằng cả nhà trình trang chủ không còn một ai sống sót. Phương Tuyết Nghi hỏi tiếp, uh, lão trưởng, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Lão chủ nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Tính ra đã hơn một năm rồi. Tuyết nghi truy vấn. Lão trượng có biết kiều gia của trình trang Trù là ai không? Lão chủ nhân chợt biến sắc và lắc đầu nói. Ờ à, công tử, tốt nhất là không nên truy vấn chuyện này. Chuyện ân oán trong giang hồ không phải để người đọc sách hỏi tới công tử hãy nghe lời khuyên của lão khiếu là nên sớm rời khỏi địa diện gia định thôi. Phương Tuyết Nghi thảm nhiên mỉm cười nói. Không phải là tại hạ không biết hào ý của lão trượng. Chỉ có điều nếu tại hạ không hỏi rõ kẻ nào tạn hại trình gia trang. Thì sợ rằng lúc hồi già sẽ bị ra mẫu của trách là vô năng hành sự. Lão chủ nhân trầm ngâm một lát rồi nói. À, công tử, lão khiếu có câu này, nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không. Xin lão trượng cứ hỏi tự nhiên. Công tử nhất định muốn biết kiều gia của Trình Trang Chủ là có ý muốn báo thù cho Trình Trang Chủ phải không? Chuyện này thì không nhất định. Công tử nói không sai. Người trẻ tuổi thường khinh khi và dễ bị kích động, nhưng công tử lại có khả năng hàm dưỡng như vậy, khiến lão khiếu yên tâm rất nhiều. Ngừng một lát, lão nói tiếp: công tử, thật ra lão khiếu cũng không biết tường tận lắm, do vậy lão khiếu có nói ra cũng không giúp gì nhiều cho công tử đâu. Phương tuyên nghi nói: chỉ cần lão trưởng cho tai hạ biết, kiêu gia của trình trang chủ là ai thì tại hạ đã cảm kích lắm rồi. Lão chủ nhân gật đầu và quét mục quang nhìn mấy vị khách ngồi đàm đạo nơi đại sảnh, rồi mới kè tai Phương Tuyết Nghi nói nhỏ. Công tử, nghe nói kiều già của trình tràng chủ là kiếm mồn ngũ quỷ. Phương Tuyết Nghi những đôi mày kiếm lên và buột miệng nói. <laughs> thì ra là bọn chúng lão chủ nhân kinh ngạc hỏi lại thế nào công tử đã sớm biết cựu gia của trình trang chủ là kiếm môn ngũ quỷ rồi à phương tuyết nghi cảm thấy mình đã lỡ lời nên vội nói à, tại hạ chỉ phán đoán như vậy mà thôi lão chủ nhân lại kè tai phương tuyết nghi nói tiếp công tử kể từ khi trình gia trang bị tàn hại thì toàn bộ địa diện của gia định đã trở thành thiên hạ của đồ tử đồ tôn của kiếm môn ngũ quỷ rồi. Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói, Lão trượng, làm phiền lão quá. Nói đoạn, chàng cung thủ hành lễ, rồi đứng lên định về phòng của mình. Bỗng nhiên lão chủ nhân kéo tay áo của chàng và có ý nói rất lớn tiếng. Công tử, nếu công tử chơi cơm nước của tiểu điếm không ngon, thì lão khiếu sẽ sai người ra ngoài mua cho công tử vài món sơn hào hải vị. Nói đoạn lão mỉm cười cầu tài và có ý cho Phương Tuyết Nghi trả lời. Phương Tuyết Nghi đoán vị lão nhân này nói vậy là có thầm ý, nên cười nhàn một tiếng rồi nói. Tài hạ không nhẫn lại chờ lâu đồ đấy. Lão bảo thuộc hạ nhanh chân nhanh tay một chút. Lời vừa dứt, thì chàng lập tức cất bước đi về phòng. Ngay lúc đó có một đại hán đầu hoảng mắt chuột, hình mạo dung tục bước ngang qua người chàng và cất tiếng chào hỏi lão chủ nhân. Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, gã này có lẽ là thuộc hạ của Thành Huyền Thông và Đồng Phương đây, tạm thời ta nên nhẫn nại một tí. Nghĩ đến đây thì chàng cũng đã bước vào phòng của mình rồi. Chàng cởi trường y ra và định vận khí điều tức một lát. Nhưng một quang vừa quét Thì khí hận đã trào lên Thì ra túi hành lý của chàng Đã bị mở toàn Mấy bộ y phục và ít kim ngân Bị vung vãi ngoài đất Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ Ta chưa tìm bọn người Thì bọn người đã tìm đến ta Ta không tin kiếm môn ngũ quỷ Chỉ còn lại lưỡng quỷ Mà khí thế lại lớn như vậy Nghĩ đoàn chàng lại mặc trường y Rồi nhoai người ra ngoài cửa sổ lớn tiếng gọi chủ khách điếm. Một lát sau lão chủ nhân vội vàng chạy lên, nhưng vừa bước vào phòng thì lão thuận tay cài luôn chốt cửa. Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì thầm nghĩ, lão này cũng có chuyện tìm ta ư. Ừ. Nghĩ đoạn, chàng chỉ túi hành lý và nói, Lão trượng, y vật của tại hạ bị lục tung cả rồi. Lão chủ nhân hoảng hốt nói, Ờ, công tử, Chuyện này không phải do tiểu điếm tiểu nhị làm đâu. Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói. Lẽ ra lão trượng phải biết rõ hơn tại hạ chứ? Lão chủ nhân chợt buông một tiếng thở dài rồi lắc đầu nói. Công tử, lão khiếu có một câu muốn nói, nhưng sợ rằng công tử không nghe theo. Phương Tuyết Nghi liền hỏi. Lão muốn nói câu gì? lão chủ nhân nói. Lão khiếu thiết nghĩ, công tử nên sớm rời khỏi gia định đi thôi. Phương Tuyết Nghi bật cười rồi nói. Lão trưởng muốn tại hạ đi ngay bây giờ. Ừ. Lão chủ nhân nói. Ờ à, không sai, càng sớm càng tốt. Phương Tuyết Nghi ngẩn người, chàng nói. Lão trượng, bây giờ đang là canh ba nửa đêm. Tài hạ đã không quen dạ hành huống hồ cổng thành lại khóa chặt. Dù tại hạ muốn rời thành cũng không được rồi. Lão chủ nhân khẽ nói, Công tử, tuy lão khiếu không phải là người trong võ lầm, nhưng đã sống trên địa diện gia đình này đã 30 năm rồi, và tai nghe mắt thấy không ít những hào hán. Dưới mắt lão khiếu, tuy công tử không giống nhân vật võ lầm, nhưng lão khiếu biết nếu công tử gửi tầm ngựa ở đây và động hành xuất thành thì có lẽ không khó gì. Phương Tuyết Nghi nói, Đại hạ nếu phải đi, cũng không thể đi trong đêm nay. Lão chủ nhân thở dài nói, Công tử, lão khiếu chỉ nghĩ tốt cho công tử mà thôi. Phương Tuyết Nghi nói, Đại hạ xin tâm lãnh thịnh tình của lão trượng Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Lão trưởng còn điều gì muốn nói nữa không? Lão chủ nhân khẽ gật đầu, rồi cúi người thu thập y vật cho Phương Tuyết Nghi vừa nói. Công tử, quả thật lão khiếu, có chuyện tìm công tử. Lão áp tài vào cửa nghe ngóng một lúc, rồi nói tiếp. Công tử, có người cô bọn chúng trong tệ điếm đấy. Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói. Tại hạ đã sớm biết rồi. Lão chủ nhân kinh ngạc nhìn chăm chăm Phương Tuyết Nghi và nói. Công tử đã... đã sớm biết thuộc hạ của kiếm môn ngũ quỷ ở trong tại điếm ư? Ừ. Phương Tuyết Nghi chỉ túi hành lý và nói. Nếu không phải thuộc hạ của bọn chúng, thì ai dám lục soát y vật của tệ hạ chứ? Chàng hơi ngừng lại một lát rồi lạnh lùng nói tiếp. Nhưng tại hạ có vài điều không rõ. Làm sao bọn chúng biết tại hạ? À? Lão chủ nhân vội nói. Công tử, lão khiếu biết vì sao bọn chúng theo dõi công tử rồi. Vì nguyên nhân gì? Trước khi đến đây, công tử có ghé qua trình gia trang có phải không? Không sai. Bỗng nhiên chàng hiểu ra nên mỉm cười nói tiếp. À, đúng rồi, nhất định là Thành Huyền Thông và Tống Sĩ Nghĩa phái thuộc hạ giám sát xung quanh Trình Gia Trang, có đúng không? Lão chủ nhân nói, à, công tử phán đoán không sai. Vừa rồi Lão Khiếu nghe hai vị khách nhân đàm đạo là bọn chúng phát hiện công tử ở Trình Gia Trang nên mới truy theo đến đây và định... định Phương Tuyết Nghi liền hỏi, định thế nào? tại sao lão trượng không nói ra lão chủ nhân định nhìn xung quanh xem thử có ai nghe lén không nhưng phương tuyết nghi nắm tay của lão lại và nói trong vòng năm trượng không có người có điều gì lão cứ nói ra đi lão chủ nhân lại thêm một phen kinh ngạc lão hỏi lại trong vòng năm trượng không có người ư ừ. làm sao công tử biết được phương tuyết nghi gượng cười nói Ờ, không giấu gì lão, từ nhỏ tai hạ đã luyện quà thính nghĩ thống, nên uh, có thể nghe tiếng động của hoa lá bay rụng trong vòng 10 trượng. Lão chủ nhân lộ vẻ bất an, lão nhìn ngoài cửa sổ và nói, Công tử, bọn chúng thường lượng, đêm nay chờ công tử đây. Xong mục của phương tuyết nghi chợt xạ ra hai đạo hàn quang, chàng cười nhạt nói, uh, Rất tốt, đa tạ lão trượng đã báo tin. Chàng cung thủ xá dài một xá. Lão chủ nhân trao mày nói. Công tử đơn thân độc mã, nên phải cẩn thận mới được. Phương Tuyết Nghi không tiện giải thích nhiều nên là cung thủ nói. Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh tình của lão trượng. Nhưng uh, xin lão trượng yên tâm. Nếu tại hạ không có khả năng tự vệ, thì quyết không thể liều mạng mạo hiểm với trường sinh tử này. Lão chủ nhân còn muốn khuyên mấy câu nữa, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Phương Tuyết Nghi, thì đành nuốt lời vào bụng rồi thở dài mà đẩy cửa đi ra. Phương Tuyết Nghi tống tiễn lão ra đến cửa và nói Lão trượng ngủ ngon nhé. Chờ bóng lão chủ nhân dần khuất, Phương Tuyết Nghi mới quay vào phòng. Chàng khoái chặt cửa lại, thu xếp y vật chỉnh tề rồi tắt đèn lên giường, nằm chờ thuộc hạ của Thanh Huyền Thông đến. Vào khoảng giữa canh tư thì quả nhiên có tiếng động bên ngoài cửa sổ. Phương Tuyết Nghi cười nhạt rồi thầm nghĩ. Ta sợ là bọn người không đến. Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng đã cậy thùng ra bằng một thủ thuật rất là khéo léo, không hề gây chấn động mạnh. Một lát sau, có một chiếc đầu từ từ thò vào, dù trong phòng tối mò, nhưng với mục lực hơn người của mình, Phương Tuyết Nghi dễ dàng nhận ra chiếc đầu vừa thò vào, chính là đại hán đầu hoàng mắt chuột mà chàng đã gặp hồi đầu canh. Sau khi quan sát một lúc, thì đại hán bỗng nhiên thụt đầu lại. Có lẽ là gã thương lượng điều gì đó với đồng bọn bên ngoài, nên một hồi lâu vẫn không thấy thò đầu vào lại. Phương Tuyết Nghi cảm thấy kỳ lạ, nên thầm nghĩ, tại sao bọn chúng đã mở cửa mà không chịu vào. Bỗng nhiên, có một ánh hỏa quang lóe lên bên ngoài cửa rồi vụt tắt ngay. Phương Tuyết Nghi dùng mình nghĩ tiếp. Không lẽ bọn chúng muốn dùng độc hương để đối phó với ta? Vừa nghĩ đến đây thì bất giác nộ khí bộc phát. Chàng định tung người ra ngoài để mà khống chế đối phương thì bỗng nhiên có mùi hương kỳ dị xông vào mũi. Phương Tuyết Nghi kịp phong bế đường hô hấp, nếu không thì hậu quả thật là khó mà tưởng tượng. Thực ra do thiếu kinh nghiệm giang hồ, nếu không thì vừa thấy ánh hỏa quang bên ngoài, là Phương Tuyết Nghi lập tức bế khí ngay và dùng thuật quy tức hoàn khí, như vậy sẽ đỡ phải mạo hiểm hơn. Cùng lúc với Phương Tuyết Nghi bế khí, là hai bóng người đẩy cửa bước vào. Phương Tuyết Nghi vẫn ngồi yên bất động trên giường song mục lạnh lùng theo dõi từng cử động của hai đại hán. Phải nói tầng gan của hai gã này không phải là nhỏ. Sau khi bước vào phòng thì một gã lập tức đánh lửa thắp ngọn nến trên bàn. Ngọn nến vừa bật cháy thì hai gã cũng lập tức quay người nhìn về phía giường nằm. Và dường như cùng lúc hai gã ngẩn người như gặp phải quỳ. Đại hán đầu hoàng mắt chuột vội vung đơn đào và quát hỏi ngươi, ngươi không hôn mê sao? Phương Tuyết Nghi nhìn thấy lô mũi của gã có hai rượu hoàn màu đen, thì biết ngay đó là vật trừ độc, nên thầm nghĩ sao ta không khống chế một gã lấy rượu hoàn trừ độc rồi hắn khai khẩu. Chủ ý đã định, chàng lạnh lùng hư một tiếng, rồi đột nhiên tung người ra khỏi giường, bổ thẳng về phía mặt hai đại hán, chỉ thấy bóng người vừa hòa lên. Đại hắn đầu hoàng mắt chuột chưa kịp có phản ứng gì đã bị ngã lăn ra đất. Phương Tuyết Nghi xuất thủ móc lấy dược hoàn trong mũi đối phương rồi nhét vào mũi của mình. Đại hắn còn lại tựa như là thấy bóng quỷ vũ lộng, trong tay của gã có chiếc thủy thủ nhưng thủy chung gã vẫn đứng yên bất động. Phương Tuyết Nghi vung tay kéo đại hắn đầu hoàng mắt chuột rồi cười nhạt nói: các người là thuộc hạ của thành huyền thông phải không tướng mạo của đại hán cầm trùy thủ có vẻ khôi ngô hơn đại hán đầu hoàng mắt chuột nhưng lúc này cả hai gã đều nhách nhác chẳng khác gì nhau dường như hai gã không nghe lời của phương tuyết nghi hỏi nên một hồi lâu mà chẳng có gã nào trả lời phương tuyết nghi quét một quang nhìn sang đại hán cầm trùy thủ và quát hỏi người cầm rồi chẳng gã này bị đạo thần quang của Phương Tuyết Nghi làm cho không rét mở run. Gã không tự chủ nên thối lui ra sau hai bước, rồi vừa lắc đầu vừa nói. Tiểu, 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 tiểu nhân có, có thể nói. Phương Tuyết Nghi nói. Thế thì tốt. Ngươi lắng nghe từng câu hỏi một, rồi trả lời cho thành thực nha. Chàng hơi ngừng lại một lát, rồi nói tiếp. Ngươi tên là gì? đại hán nói tên, tên của tiểu nhân kêu bằng triệu tam quyền phương tuyết nghi buồn miệng nói triệu tam quyền à <laughs> danh hiệu này hay đấy triệu tam quyền thấy phương tuyết nghi mỉm cười thì yên tâm rất nhiều gã đưa hữu quyền lên và nói tiểu nhân được trời cho thần lực rất ít người vượt qua ba quyền của tiểu nhân nên bọn họ mới gọi tiểu nhân là triệu tam quyền. Phương Tuyết Nghi thầm cười và nghĩ. Nghe gã này nói chuyện thì trông có vẻ là một người cường trực thô lỗ. Tạm thời ta không cần làm khó dễ gã. Nghĩ đoạn chàng mỉm cười nói. Người là môn hạ của kiếm môn ngũ quỷ. Triệu Tam Quyền nói. Công tử, chủ nhân của tiểu nhân đã cải sừng là kiếm môn song hiệp rồi. Công tử không biết sao? Phương Tuyết Nghi khẽ nhún vai và nói. <laughs> không sai. Kiếm môn ngũ quỷ chỉ còn hai. Nên tất nhiên là không thể dùng danh hiệu hỗn thế như trước. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Bất luận là nhị quỷ hay là song hiệp, chủ nhân của người là Thanh Huyền Thông và Đồng Phương có phải không? Triệu Tam Quyền nói. Ờ, đúng vậy, chủ nhân của tiểu nhân là Thanh Đồng Song Hiệp. Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói. Hai người đang đêm sông mê hương rồi đột nhập vào phòng ta. Nhưng có biết ta là ai không? Triệu Tam Quyền ấp úng nói. Chuyện, chuyện này, chuyện này tiểu nhân chỉ phụ mệnh hành sự mà thôi. Xin công tử mở lòng khoan dung Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, các người muốn ta tha mạng mà bảo là khoản dùng. Nghĩ đoạn, chàng thảm nhiên nói, các người phụng mệnh ai? Triệu Tam Quyền nói, tất nhiên là phụng mệnh của chủ nhân rồi. Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi truy vấn, Thanh Huyền Thông hiện ở đâu? Triệu Tam Quyền nói, tiểu nhân không biết Phương Tuyết Nghi thấy thái độ của đối phương không có vẻ là nói dối, nên mỉm cười nói. Người phụ mệnh chủ nhân đến ám toán đại hạ, mà tại sao không biết chủ nhân đang ở đâu? Triệu Tam Quyền nói. Công tử, tiểu nhân nói thật mà. Phương Tuyết Nghi nói. Nói vậy là các người không trực tiếp nhận lệnh ư? Ừ. Công tử nói đúng rồi. Đương nhiên là bọn tiểu nhân không đủ tư cách trực tiếp nhận lệnh. Vậy người phụ mệnh ai đến đây? Tiểu nhân Tiểu nhân phụ mệnh Tống Đường chủ. Tống Đường chủ nào? Phải chăng là Tống Sĩ Nghĩa? Không không phải. Không phải là Kim Thương Tống Sĩ Nghĩa ư? Ừ. Công công tử, vị Tống Đường chủ này là công tử của Tống Bảo chủ. Phương Tuyết Nghi à một tiếng và nói <laughs> Là Tống Quy phải không? Triệu Tam Quyền nói Chính chính là Tống Đại Công Tử Phương Tuyết Nghi lạnh lùng hỏi Thế Tống Quy hiện ở đâu? Triệu Tam Quyền nói Hiện Tống Đường Chủ đang ở trong thành gia định Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát chợt hỏi Triệu Tam Quyền Người có muốn sống không? Triệu Tam Quyền không tự chủ nên vò đầu bứt tai và nói. Công tử, loại run dế còn tham sinh nữa là đương nhiên là tiểu nhân sợ chết rồi. Người đã sợ chết thì ta cho người một đường cầu sinh. Người muốn nghe lệnh không? Muốn, mọi chuyện tiểu nhân xin tuân mệnh. Triệu Tam Quyền, người không hối hận chứ? Tiểu nhân quyết không hối hận. À, vậy thì tốt. Ngươi đi gọi Tống Quỳ đến gặp ta. Triệu Tam Quyền ngẩn người. Hắn vội nói. Công tử. Muốn tiểu nhân tìm Tống Đường Chủ đến đây ư? Ừ. Phương Tuyết Nghi nói. Thế nào? Ngươi không muốn đi ư? Ừ. Triệu Tam Quyền ấp úng. Tiểu nhân muốn. Nhưng. Uh... Lời chưa dứt thì hắn vội quay người chạy ra ngoài phòng. Phương Tuyết Nghi xuất thủ ngăn lại và cười nhạt nói: "Khoan đã." Triệu Tam Quyền kinh ngạc kêu lên: "Công tử!" Phương Tuyên Nghi chậm rãi nói: "Nếu người một đi không trở lại, thì ta biết đâu mà tìm người." Triệu Tam Quyền vội nói: "Tiểu nhân không dám, xin công tử yên tâm." Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói. Ta vốn rất là yên tâm đối với người. Nếu không thì đã chẳng báo người đi gọi tống quỷ. Nói đến đây thì đột nhiên chàng xuất thủ cực nhanh vỗ vào vai triệu tam quyền ba trưởng và nói tiếp. Đi mau về mau. Tại hạ chỉ có thể ở đây chờ người một canh giờ thôi. Tuy ba trưởng không nặng nhưng triệu tam quyền cảm thấy nơi bị trúng trưởng đau buốt nên buồn miệng hỏi công tử phong bế huyệt đạo của tiểu nhân phải không? phương tuyết nghi lạnh lùng nói, không sai. trong vòng một canh giờ, nếu người không nhanh chóng quay trở lại, thì kinh mạch toàn thân sẽ giãn nở và chết. nếu người không muốn sớm đi gặp tổ tiền, thì tốt nhất là cùng đến với tống quỷ. nhất thời thần sắc của triệu tam quyền trở nên tái nhật gã thộn người nhìn phương tuyết nghi và ấp úng nói, Tiểu nhân ạ, tiểu nhân đi chuyến này tuy miệng nói đi, nhưng người có hắn vẫn đứng yên bất động. Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi, "Tại sao ngươi còn chưa đi?" Triệu Tam Quyền vội nói, "Công tử, tiểu nhân thật đáng chết." Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên, chàng quát hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Triệu Tam Quyền sụt quỳ và khấu đầu nói. Công tử, tiểu nhân không thể nào gặp được tống đường chủ. Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì đã hiểu phần nào, nhưng chàng vẫn hỏi. Vậy là người không muốn sống rồi. Triệu Tam Quyền dập đầu liên hồi và nói. Công tử, tiểu nhân thân phận thấp hèn nên không gặp được tống đường chủ. Kính mong công tử khai ân Phương Tuyết Nghi thấy gã có vẻ thành thật nên bật cười thành tiếng rồi nói. Tại sao vừa rồi ngươi đồng ý đi mời Tống Quỳ? Nghe cách nói tiền hậu bất nhất này là đủ biết ngươi không phải là người tốt rồi. Triệu Tam Quyền tiếp tục dập đầu và nói. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cầu mong công tử mở lượng tử bi tha cho tiểu nhân. Phương Tuyết Nghi nói, dễ dàng quá nhỉ ngươi tưởng tại hạ là người dễ mắc lừa lắm chẳng chàng hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp nhưng mà tại hạ có một biện pháp chỉ cần người đồng ý thì tại hạ sẽ giải huyện đạo cho người ngay triệu Tam quyền vội nói biện pháp gì xin công tử nói mau cho phương tuyết nghi nói người nếu đã không thể gặp được tống quỳ nhưng người biết hắn đang ở đâu có phải không? Đúng vậy, quả thật tiểu nhân biết chuyện này. Ờ, rất tốt, người hãy dẫn ta đi. Sau khi gặp tống quỷ, thì ta sẽ lập tức giải huyệt cho người. Chuyện này, nếu tiểu nhân dẫn công tử đi gặp tống đường chủ, thì e rằng sớm muộn gì tiểu nhân cũng chết thôi. Nếu người không dám dẫn ta đi, thì ta sẽ lấy tên đồng bọn của người và bảo gã dẫn ta đi triệu tam quyền ta cũng không muốn làm khó người tùy người lựa chọn đấy triệu tam quyền nghe vậy thì hồn siêu phách tán hắn vội khấu đầu ba lần và nói công tử tha mạng tiểu nhân tiểu nhân sẽ dẫn đường phương tuyết nghi lạnh lùng nói hãy vác đồng bọn của người cùng đi triệu tam quyền vội xốc gã đại hán mắt hoàng mặt chuột lên vai và hỏi Chúng ta đi như thế này sao?" Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói, "Không sai, ngươi đi trước dẫn đường đi." Triệu Tam Quyền giam giáp Tuần mệnh, vác đồng bọn ra khỏi phòng. Phương Tuyết Nghi đóng cửa phòng, rồi nắm chặt lấy bảo kiếm, theo sau Triệu Tam Quyền mà rời khách điếm. Sau một hồi vòng vèo qua mấy ngã đường thì bỗng nhiên Triệu Tam Quyền dừng bước không đi nữa. Phương Tuyết Nghi quét một quang nhìn ra xung quanh, thì thấy nơi rừng chân là một hòa viên vô cùng yên tĩnh. Chàng cau mày hỏi, đây có phải là ngõ tắt không? Triệu Tam Quyền nói, bọn tiểu nhân ra vào đều đi bằng ngõ tắt này. Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói, lên trước gọi cửa đi. Triệu Tam Quyền do dự một hồi rồi nói, gọi cửa vào nửa đêm canh bạc thế này, e rằng Tống Đường Chủ không muốn tiếp công tử. Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói, Tống Quy không tiếp đà cũng không quan hệ đến người, nếu người muốn sống thì mau gọi cửa đi. Triệu Tam Quyền bỏ đồng bọn nằm xuống đất rồi bước lên trước gõ cửa ba tiếng. Không lâu sau thì cánh cổng sịch mở. Phương Tuyết Nghi thấy một đại hán mặc kinh trang tướng mạo rất khả tú, tay cầm đèn lồng, bước ra hỏi. Là người nào? Triệu Tam Quyền với tiến tới nói. Nhị già là tiểu nhân Triệu Tam. Nhân vật được gọi là nhị già tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Đang đêm mà người đến đây để làm gì? Triệu Tam Quyền chỉ tay đại hán nằm dưới đất và nói. Tiểu nhân và phụng thất, phụng mệnh phó đường chủ hành sự có lẽ nhân vật được gọi là nhị già đã nhìn thấy Phụng Thất nằm dưới đất, nên đột nhiên quét mục quang nhìn Triệu Tam Quyền và quát hỏi Chuyện gì thế này? Phụng Thất chết rồi chăng? Triệu Tam Quyền lắc đầu nói Không, chỉ có điều hắn bị điểm huyện rồi. Nhị già phiên người thông báo với Phó Đường Chủ một tiếng rằng tiểu nhân xin cầu kiến. để hắn được gọi là nhị già trầm ngầm một lúc rồi nói Ngươi chờ một lát, để ta xem phó đường chủ đã nghỉ ngơi hay chưa. Lời chưa dứt thì gã đã đóng cửa quay bước. Phương Tuyết Nghi chậm rãi bước đến bên cạnh Triệu Tam Quyền và nói uh, Tốt lắm, chẳng hay vị phó đường chủ này là ai vậy? Triệu Tam Quyền nói Phó đường chủ họ trang, đơn danh một chữ tiếp. Công tử nên cẩn thận một chút. Nghe nói um, nghe nói phương tuyết nghi liền hỏi nghe nói thế nào nơi này không có ai tại sao ngươi không dám nói triệu tam quyền nói nghe nói võ công của tràng phó đường chủ còn trên cả tống đường chủ báo bọn tiểu nhân đi ám toán nữa đại hán gọi là nhị gia kinh ngạc không ít gã chớp chớp xong mục rồi quát hỏi triệu tam quyền triệu tam sau người lại dẫn địch nhân đến đây triệu tam quyền chưa kịp trả lời thì phương tuyết nghi đã phá lên cười hà hà rồi nói ờ nhị ra tại hạ với tống đường chủ và trang phó đường chủ là chỗ quen biết cũ các hạ dùng hai chữ địch nhân e rằng là hơi thái quá đấy đại hắn gọi là nhị già quan sát phương tuyết nghi hồi lâu rồi mới nói công tử có thật là chỗ cố cựu của phó đường chủ không Phương Tuyết Nghi hỏi lại. Nhị gia không tin sao? Đại hán gọi là nhị gia vội nói. Tiểu nhân tên là Từ Đại Hóa. Công tử cứ gọi tên tiểu nhân là được rồi. Phương Tuyết Nghi nói. Mau đưa Phương Mỗ vào gặp trang phó đường chủ đi. Từ Đại Hóa cùng kính nói. Tiểu nhân tuần mệnh. Nói đoạn, hắn giơ đèn lồng lên cao rồi dẫn đường Phương Tuyết Nghi vào hòa viên. Triệu Tam Quyền cũng vác phùng thất theo sau. Thì ra hắn biết mình bị điểm huyệt chưa được giải nên không dám rời Phương Tuyết Nghi nửa bước. Từ đại hóa dẫn vòng vèo qua mấy khóm hòa thì đến một gian vòng rộng lớn. Bên trong đèn đuốc sáng rực, không ít bóng người. Lại động tiền cờ, chàng vội dừng bước, chờ Triệu Tam Quyền vượt qua rồi mới nói. Người vào bẩm báo trước đi. Triệu Tam Quyền kinh ngạc hỏi lại. Tiểu nhân ư? Lúc này từ đại hóa đã vào trong phòng và dường như đang nói với một vị văn sĩ trung niên. Phương Tuyết Nghi vội quay sang nói với Triệu Tam Quyền. Triệu Tam Quyền, người không vào nói rõ thì làm sao trang phó đường chủ biết kết quả các người làm hỏng việc. Và lại nếu tại hạ không giải huyệt cho người trước mặt mọi người, thì sợ rằng trang phó đường chủ không tin là người bị khống chế huyệt đạo. Triệu Tam Quyền nghe có lý nên lập tức vác phùng thất xài bước đi vào gian phòng. Phương Tuyết Nghi theo sau gã nhưng chàng dừng bước chắp tay sau lưng đứng nơi bậc tam cấp. Lúc này văn sĩ trung niên thấy Triệu Tam Quyền vác phùng thất thì chật mặt biến sắc. Hắn nhìn qua từ đại hóa và hỏi Chuyện gì thế này? Rõ ràng từ đại hóa không ngờ vị công tử tự xưng là chỗ cố cựu với trang phó đường chủ, lại đứng mãi bên ngoài không chịu vào, nên gã ấp úng nói. Thuộc hạ, thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì. Triệu Tam Quyền thả phùng thất xuống, rồi khấu đầu nói. Thuộc hạ Triệu Tam Quyền, khấu kiến phó đường chủ. Thì ra vị văn sĩ trung niên có thân thái lạnh lùng này, chính là phó đường chủ trang tiếp. Triệu Tam Quyền vừa dứt lời thì Trang Tiếp cười nhạt nói. Triệu Tam, phùng thất làm sao vậy? Thân hình của Triệu Tam Quyền bỗng nhiên run bần bật, gã ấp úng nói. Hắn... Phùng lão thất bị vị công tử kia điểm vào tử huyệt. Trang Tiếp trao mày hỏi. Còn người, tại sao lại khỏe mạnh vậy? Triệu Tam Quyền nói. Tiểu nhân cũng bị khống chế ba đại huyệt. Vị công tử kia nói, trong một canh giờ, nếu không được giải, thì kinh mạch toàn thân của thuộc hạ sẽ giãn nở mà chết. Trang tiếp cười nhạt nói, Ồ, có chuyện như thế sao? Lời vừa dứt thì đột nhiên hắn bật người lướt tới trước. Hiếu thù chộp lấy cổ tay phải của triệu tam quyền rồi nhắm mắt không nói gì thân thái cực kỳ nghiêm túc. Triệu Tam Quyền cảm thấy có một luồng kinh lực từ tâm trường của trang phó đường chủ chạy vào thân thể của mình. Nhưng vì gã bị khống chế bài huyệt đạo nên luồng chân lực kia chỉ có thể chạy vào cánh tay phải, khiến gã đau đớn tuôn nước mắt. Có lẽ chàng tiếp đã cảm thấy Triệu Tam Quyền nói không sai nên buông tay ra và nói. Không sai, quả nhiên là người đã bị phong bế bà huyệt đạo. Hắn quay người nhìn ra bên ngoài và cao giọng nói tiếp. Không ngờ các hạ là một vị cao nhân. Chàng mỗ thật là thất kính. Thì ra không phải là hắn không phát hiện ra Phương Tuyết Nghi. Chỉ có điều hắn chờ rõ mọi chuyện rồi mới chào hỏi đối phương mà thôi. Phương Tuyết Nghi hắn giọng một tiếng rồi nói. Không dám. Nếu tại hạ không làm như vậy thì sợ rằng khó mà gặp được kim diện phó đường chủ lời vừa dứt thì chàng cũng đã vào trong gian phòng. qua việc thử giải huyệt cho triệu tam quyền vừa rồi thì chàng tiếp đã phát hiện thủ pháp điểm huyệt của đối phương vô cùng quái dị. bản thân của hắn không thể nào giải nổi nên trong lòng nửa phần khiếp sợ phương tuyết nghi nửa phần kính phục chàng. khi phương tuyết nghi vừa bước vào thì hắn vội cung thủ hành lễ và mời ngồi ghế trên. sau khi an tọa thì Phương Tuyết Nghi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nói. Chàng phó đường chủ, bình sinh tại hạ và phó đường chủ chưa từng gặp nhau, có phải không? Trang tiếp mỉm cười nói. Không sai, quả nhân công tử và chàng mỗ chưa từng gặp. Chẳng hay thượng tánh đại danh của công tử là gì? Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói. Tại hạ họ Phương, song danh là tuyết nghi trang tiếp lại mỉm cười nói thì ra là phương công tử phương tuyết nghi nói không dám hôm nay phương mỗ đến bái phòng là có hai chuyện muốn thỉnh giáo phó đường chủ trang tiếp vội nói trang mỗ đâu dám nhận hai chữ thỉnh giáo công tử có chuyện gì xin cứ nói Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói. Phó đường chủ đã không quen biết tại hạ, thì tại sao lại phái người theo dõi rồi ám toán tại hạ? Trang tiếp phá lên cười hà hà rồi nói. Ồ, công tử nặng lời rồi. Trang mẫu tuyệt không có ý ám toán công tử đâu. Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói. <cười> Phó đường chủ, tại hạ đã bắt thuộc hạ do tôn giá phái đến mà tôn giá còn không muốn thừa nhận hay sao? Trang tiếp thảm nhiên mặt không biến sắc, hắn nói. Công tử, nếu trang mẫu nói ra đạo lý bên trong, thì tin rằng phương công tử sẽ không hiểu lầm nữa. Hắn quay sang nói với triệu tam quyền. Triệu tam, khi bàn tòa bảo người truy theo phương công tử, ta có từng bảo người ám toán phương công tử không? Triệu Tam Quyền vô cùng khiếp sợ, gã vội nói, không, không có. Bỗng nhiên trang tiếp phát nộ quát lớn. Bốn tọa đã không ra lệnh cho người ám toán phương công tử. Vậy tại sao các người to gàn tự ý làm chuyện ngông cuồng? Triệu Tam Quyền vội dập đầu nói. Chuyện này, chuyện này là do phùng thất chủ trương. Trang tiếp quay sang Phương Tuyết Nghi rồi mỉm cười nói. Phương Công Tử, xin giải huyệt cho Phùng Thất để hắn trả lời mấy câu. Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, dù các người có đóng kịch thì cũng bị ta nhìn rõ chân tướng thôi. Nghĩ đoàn chàng mỉm cười nói, Tại hạ tuần mệnh. Lời vừa dứt thì chàng khẽ vỗ vào mệnh môn của Phùng Thất một trường. Gã này hừ một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy. Nhưng khi gã thấy Trang Tiếp đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, thì vội vàng sụp quỳ và khấu đầu nói. Thuộc hạ phùng thất, khấu kiến phó đường chủ. Phùng Tiếp cười nhạt nói. phùng thất, ngươi thật là to gan quá nhỉ. Lúc này Phương Tuyết Nghi đã trở về chỗ ngồi, chàng thầm nghĩ. Để ta xem, các ngươi tính giờ trò quỷ gì đây? Phùng Thất bị Trang Tiếp mắng thì hơi ngỡ ngàng. Nhưng khi gã thấy Phương Tuyết Nghi thì toàn thân run bần bật và khấu đầu nói. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ võ công chẳng ra gì. Mong phó đường chủ khai ân. Trang Tiếp cười nhạt nói. Không sai. Quả nhiên võ công của người chẳng ra gì. Nếu không thì người đã chẳng dùng thủ đoạn tam liệu hạ đẳng đối phó với Phương Công Tử. Phùng Thất vẫn chưa thật sự hiểu ra dụng ý của Trang Tiếp, gã vội nói. Thuộc hạ phụng mệnh theo dõi Phương Công Tử. Trong lúc vô tình, phát hiện hắn quả nhiên là... Đột nhiên Trang Tiếp quát lớn. Cầm miệng! Phùng Thất lập tức bế khẩu không nói thêm gì nữa. Sắc diện của Trang Tiếp tái xanh. Hắn nhìn qua mấy đại hắn đứng gần đó và hạ lệnh. Lôi hắn đi! Chiếu theo tội phạm luật hành xử mà luận xử. Lập tức có hai gã đại hán to khỏe đến kéo phùng thất ra khỏi phòng. Trang tiếp quay sang phương tuyết nghỉ rồi khách khí nói. Ở ờ, phương công tử, phùng thất không nghe hiệu lệnh tự ra chủ trường. Đại hạ đã chiếu theo quy định mà luận xử. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong phương công tử bỏ qua cho. Phương Tuyết Nghi thừa biết là chàng tiếp làm như vậy là có dụng tâm, nhưng chàng cũng không muốn nói thẳng ra, mà cười hà hà một chàng rồi nói. Chàng phó đường chủ thật là khéo nói. Thật ra thì quý thuộc hạ cũng chưa đụng đến phường mỗ. Phó đường chủ xử hắn nặng như vậy, khiến phương mỗ ái náy quá. Chàng tiếp mỉm cười nói. Lòng khoan dung đại lượng của phương công tử thật là khiến tại hạ vô cùng kính phục. Hắn hơi ngừng lại, rồi quay sang nói với Triệu Tam Quyền. Nghĩ công người đưa Phương Công Tử đến đây, nên bản tọa không xử tội người, còn không mau cút đi. Triệu Tam Quyền như là người được của, hắn vội nói. Thuộc hạ tuân mệnh, đa tạ ân điểm của phó đường chủ. Rồi như vừa bò vừa lăn mà lùi ra. Trang tiếp chậm rãi dịch mục quang qua Phương Tuyết Nghi và hỏi tiền hương của Phương Công Tử ở đâu? Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, hắn muốn hỏi lại lịch của ta đây. Nghĩ đoạn, chàng mỉm cười nói. Thế đại của Phương Mỗ cư trú tại Lạc Dương. Thần sắc của chàng tiếp lộ vẻ ngạc nhiên, hắn vội cùng thủ nói. Phương gia ở Lạc Dương rất là có danh vọng trong võ lầm. Chẳng hay Phương Công Tử có biết Phương Nghị Hiệp trong Trung Châu Tam Hiệp không? Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ. Quả nhiên là rất nhanh. Không đầy ba câu đã chuyển sang chính đề. Nếu ta không dám hiển lộ thân phận, thì sợ rằng bọn chúng sẽ khinh thị. Nghĩ đến đây thì chàng liền nói. Chính là đại bá phụ của tại hạ. Hình như chàng tiếp bị câu trả lời làm cho chấn động toàn thân, nhưng hắn rất tinh dành nên vội đứng lên hành lễ và nói. Thế ra điệt công tử của Phương Nhị Hiệp trong ngỗ thất kính rồi. Phương Tuyết Nghi cũng khẽ cúi đầu nói. Không dám. Phương Mỗ đang đêm mò đến quấy giày. Nếu có gì không phải, mong phó đường chủ lượng thứ cho. Trang tiếp mỉm cười nói. <cười> công tử khách khí rồi. Chẳng hay công tử đến gia định là có chuyện gì vậy. Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ gã này thừa biết mà còn hỏi miệng lưỡi quả nhiên là dạo hoạt xem ra hắn không phải là nhân vật dễ đối phó rồi không biết cha con kim thường tống sĩ nghĩa tìm đâu ra thuộc hại giàu tâm cơ như thế này lẽ nào trên địa bàn gia định còn có thế lực bang hội nào mới nổi lên chăng nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng ngó ra cái gọi là gia đình phân đường này rõ ràng là một phần cơ cấu trong tổ chức bàng hội chàng quyết tâm phải nghĩ ra cách khai thác manh mối từ đối phương mới được. Tuy chàng nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng ý nghĩ xoay quanh rất là nhanh. Trong mắt trang tiếp thì chàng chỉ hơi trầm ngâm dây lát rồi nói ngay. Tại hạ đến gia định lần này, chẳng qua là thuận đường tàn ngang. Theo lẽ thường thì trang tiếp không thể nào tin cách trả lời như vậy. Nhưng hiện tại, hắn làm ra vẻ rất là tin tưởng nên nói. Công tử định ở lại gia đình bao lâu? Trang mỗ bất tài nhưng cũng kỳ vọng được làm nghĩa vụ chủ nhân ở nơi đây để đưa công tử đi du ngoạn vài danh làm thắng cảnh. Phương Tuyết Nghi thừa biết đối phương không thật lòng nhưng chàng cũng không quên dùng tâm cơ nên vội khoát tay nói. Không dám phiền chàng huynh. Ngày mai tại hạ phải lên đường rồi. Chàng tiếp lộ vẻ thất vọng. Hắn thở ra và nói. Công tử là đệ tử danh môn Cha mỗ tự biết là với không tới Chỉ có điều uh, Chỉ có điều Phương Tuyết Nghi liền hỏi Chỉ có điều thế nào Trang tiếp với thái độ thành thật Cung thủ nói Chỉ có điều Đây là ý của chàng mỗ Mong Phương Công Tử hiểu cho là tốt Rốt cuộc là Phương Tuyết Nghi không đủ kinh nghiệm giang hồ Nên thấy vẻ thành khẩn của chàng tiếp thì trong lòng rất là cảm động. Sự nghi kỵ cũng giảm đi rất nhiều. Chàng mỉm cười nói. Tại hạ sẽ mãi ghi nhớ thịnh tình hậu đãi của chàng Huỳnh. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Tại hạ vốn định lưu lại gia định vài ngày. Chàng tiếp buột miệng hỏi. Công tử đồng ý rồi chẳng. Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói. Thành ý của chàng Huỳnh, tại hạ xin tâm lĩnh ngay sau rảnh rỗi, Đại Hà sẽ trở lại bái phòng Trang Huỳnh và cùng đi du ngoạn 5 ngày. Trang Tiếp làm ra vẻ thất vọng, hắn liên tục lắc đầu nói. Công tử, công tử nói vốn muốn ở lại đây vài ngày mà tại sao lại thay đổi chú ý? Không lẽ vì chuyện mấy tên thuộc hạ hỗn sửa của Trang Mỗ làm kinh động công tử? Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói. Ờ không phải thế đâu Trang tiếp hơi ngớ người Hắn nói Công tử Ờ Phương Huỳnh Tài hạ đành cung kính Bất như tuần mệnh vậy Tuyết nghi nói Ờ Trang Huỳnh Tài hạ có một câu Nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không Có điều gì Phương Huỳnh cứ nói Trang Huỳnh là phó đường chủ Ở phân đường gia định này Chẳng hay phân đường của Trang Huỳnh thuộc môn phái nào Bang hội nào vậy? Tam Nghĩa Môn Tam Nghĩa Môn Sao tại hạ chưa từng nghe nói Tam Nghĩa Môn thành lập chưa đầy một năm Và cũng chưa chính thức tuyên bố trên giang hồ Vì vậy Phương Huỳnh không biết Cũng chẳng có gì lạ Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta Địa diện gia định này Vừa có một bang hội mới thành lập Nghĩ đoạn chàng nói ở Trang Huỳnh, Quý Môn đã xưng là Tam Nghĩa thì tất nhiên là do ba vị đại hiệp nhân nghĩa sáng lập ra phải không? Trang Tiếp gật đầu nói Phương huynh nói không sai Tam Nghĩa Môn đúng là do xuyên Tây Tam Nghĩa sáng lập ra Phương Tuyết Nghi lại nghĩ Ở đâu ra xuyên Tây Tam Nghĩa nhỉ? Ta phải hỏi cho rõ mới được Trang liền cung thủ nói Trang Huỳnh chẳng hay ba vị Nghĩa hiệp sáng lập giao quý môn xung hột thế nào. Cả ba vị cùng đảm nhiệm chức vụ trưởng môn à? Trang tiếp đào mắt nhìn xung quanh rồi nói. Nếu người khác hỏi chuyện này, thì tại hạ nhất định không nói. Nhưng Phương Huỳnh là đệ tử của Trung Châu Tam Hiệp, nên tại hạ rất tin tưởng. Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Xuyên Tây Tam Nghĩa chính là Thanh Huyền Thông và Đồng Phương trong kiếm môn Ngũ Quỷ năm xưa, hợp với kim thường Tống Sĩ Nghĩa của Tống gia bảo